ngồi ngay giữa vách tường. Đó. Đây là đầy đủ hết mọi người trong gia đình rồi đó hả? Bạn dạ. Lấy chồng ở quận 8. Cô chú nói là cũng 40 năm rồi không có thơ, không có được về thăm. Hơn 40 năm rồi. Dạ. Nhà mình đông đủ hết rồi. Dạ, đông đủ hết trơn rồi. Còn còn Nga nữa ở đâu? Con Nga nó ở Long Điền, nó theo chồng nó rồi. Còn nước Tên Tiếp nữa. Ở Sài Gòn. Đáng lý tụi con xuống sớm hơn, nhưng mà tại vì cũng không có nhớ đường á, cho nên là bây giờ tụi con mới xuống tới. Thì con tụi con có mua một ít trái cây. Dạ, để cúng thắp nhang cho ông bà. Ôi, mã ba còn không? Xong còn mới chôn đây làm gì không còn? Mã ba, mã má. Ờ. Hai bên, mã kế bên luôn á. Mã ba, mã má. Mà ở chỗ nào? Ở trên Lò Thiêu, trên Long Hương mà. Long Hương chứ không phải Long Điền hả? Không, dạ không. Ba má là Lò Thiêu ở Long Hương, đây này. Thì ba, hôm nay con về thăm ba trễ muộn quá. Ba vui lòng mà giúp đỡ cho các con em được bình yên vô sự. Lúc nào con cũng nhớ gì hết. Nhưng mà dù chết con không có về được. Mình xin lỗi cái gì nha.